Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Ô Tô Vlog nhá. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em con Honda Winner V1 độ lên rất là nhiều đồ chơi đơn giản. Tuyết Minh con có muốn nói gì không? Cho bố cháu một like và một subscribe và một comment bên dưới nhá. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ nẹt cho anh em cái bô tăng. Con bô tăng full hết tem logo của bô inox 304 đấy, đi xuống. Ok anh em, let's go. Đầu tiên thì Quân Béo Mô Tô sẽ nói đến các bạn cái vấn đề mà rất là nhiều anh em đã bị dính rồi, và đã khi mà thay cái pha zin này anh em không biết, anh em không đem đi sửa và anh em đi ra hãng mua cái pha mới 1,2 triệu cho một cái pha, thì Quân Béo Mô Tô có thể sửa được cho các bạn cái nhân led này nhá. Tất cả nhân led này bị cháy do là sao? Do là khi anh em lắp vào đèn chiếu sáng này vào cục và đã đấu thẳng cái đèn chiếu sáng vào pha để nó bị cháy chết. Thì tại sao lại có hiện tượng đấy, trường hợp như thế? Vì là cái điện, cái nguồn điện đánh ra của con led chiếu sáng nó rất là mạnh. Đấy anh em nhìn mình passing này. Đấy, mình passing của đèn chiếu sáng này. Đây, nút công tắc mình đang passing này. Đấy. Thì khi mà anh em lắp lên thì đã đi thẳng và không đi qua hệ thống mạch hay cầu chì gì cả. Nó làm gì cái xung điện, nó xung điện từ con đèn chiếu sáng này, xung điện đánh chết con nhân led này. Vì nhân led này nó chỉ ăn điện có 4,5 thôi, nó rất là ít, nó không như Exciter 218, 217. Mình đã sửa rất là nhiều cho các bạn V1, bạn Su, Grix, bạn T-Bix và bạn Exciter 2019 rồi. Thì giờ mình sẽ test lên cho các bạn. Đấy. Mình test, mình nổ máy lên này. Và bây giờ mình bật đèn pha này. Đấy, anh em thấy đèn pha sáng không? Đấy, đèn pha sáng này. Và mình passing cho các bạn này. Đấy. Đấy, mình passing cho các bạn vẫn bình thường. Và mình đấy, bật pha này. Đấy, passing này. Đấy, passing này. Đấy, thì bây giờ là cái này mình muốn nói với các bạn là gì? Bên mình có sửa chữa và thay thế cái nhân led này nhá. Và giá của nó là 450.000 cho một cái nhân led, thì đa phần là anh em chỉ cần thay hết khoảng tầm 450 thôi. Đấy, không bị nhiều, vì đa phần là chết một cái là anh em sẽ thay thế luôn. Ok anh em, và chúng ta hãy đi review con này nhá. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Quân Béo Mô Tô nhá. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em con này, con chiếc Honda Winner V1 lên rất là nhiều đồ chơi cơ bản. Và đây là chiếc xe đã bị tai nạn và đã được Quân Béo Mô Tô phục hồi lại trạng thái nguyên zin luôn, rất là đẹp. Và xe sẽ đi vận hành đã ngon lành rồi, và chủ xe đã thanh toán được Quân Béo Mô Tô. Và bây giờ mình sẽ mượn mình review. Wow, quả đèn, cả đèn chiếu sáng, đèn bạn đi đấu vào khi lần đầu đấu là bị cháy cái này nhá. Quân Béo Mô Tô đã sửa lại cái đèn pha led này luôn rồi. Và lên hai quả hốc gió bi cầu hay hốc L4. Ok anh em, và chúng ta hãy đi review con này. Oh,
Hello anh em, và anh em đã xem cái đoạn review con béo mô tô về con Honda Winner 150 bản V1 này rồi đúng không? Hôm nay mình review cho anh em vì con béo mô tô mới bảo dưỡng sửa chữa lại toàn bộ chiếc xe này. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em nhé. Thì tiện công là chủ xe đã lên thêm cái bô tăng này. Đấy, bô tăng tốc. Rất là phấn khích đúng không anh em? Mà tiếng như zin, tía mình sẽ ốp cái bô zin vào nữa là xong. Và chủ xe đã lên thêm những cái đồ chơi rất là cơ bản như là số gẩy này, số gẩy đơn này của RZ Racing, và tắp thêm bộ số gẩy biker mà con béo mô tô đã chế lại pad cho anh em để lắp vẫn là như cũ luôn, nên là vẫn chở được người ngồi sau nhá. Và lợi thế của nó là gì? Đây là số gẩy đơn này, là nó tách biệt ra khỏi bộ số gẩy đơn, nên là số gẩy đôi, nên là cái số gẩy này người ngồi trước ngồi vẫn chịu lực ở trên cái khung này, và bộ gác chân người ngồi sau sẽ là chịu lực chính ở bộ khung này, nên là nó không bị ảnh hưởng gì đến cái hai cái kết nối với nhau, nên là đi nó sẽ không bị rung, vì là thực tế các bạn biết là cổ bô này rất là rung đúng không? Đấy, chạy thì rung mà khi kéo lên cả rung cả dàn chân nữa, nên là chạy số gầy đôi thì nó sẽ hơi bị rung dàn chân, còn con này sẽ không bị rung dàn chân. Đấy là lợi thế của số gầy đơn. Và tiếp theo nữa là chủ xe đã lên bộ mắt cú, nhưng mà đút hai quả chữa sáng rất là khủng khiếp đấy, anh em thấy không? Hai quả L4 đút vào đây, và con này làm xi nhan nha anh em nhá. Mình tắt xi nhan đi này, mình tắt cho các bạn này. Đấy, mình chuyển sang xi nhan bên cạnh này. Đấy, nó làm xi nhan rất là đẹp. Con này là thiếu sót nữa, chủ xe đã không lên cho mình là gì, là bộ haza làm cho hai quả đèn này nhấp nháy rất đẹp luôn. Và bên con béo mô tô đã sửa lại cái pha này. Đấy, passing này. Đấy, anh em thấy không? Vẫn passing này. Đấy, vì là tại sao? Vì là cái pha này trước chủ xe đấu hai quả chữa sáng này đấu ở một shop khác, nên là bị đấu vào và bị chết cái nhân pha led, và con béo mô tô đã sửa lại rồi. Thì tiếp theo nữa mình sẽ giới thiệu đến anh em là bộ khung chống đổ này. Thì khung chống đổ này rất là nhiều anh em hỏi mình là anh ơi có phải khoan vào khung không, nếu không khoan vào khung thì không thể làm được cái việc đấy. Nên là nếu anh em nào xác định lên bộ chống đổ cho Winner thì bắt buộc là sẽ khoan hai cái lỗ 7 nhá vào khung, và Taro gen lên 8 bắt con ốc EQ bên ngoài nữa, ngoài khung nữa, rất là khỏe. Nhưng anh em lại có câu hỏi là nhỡ mày nó ngã nó xé khung thì sao, nó bị vặn khung làm sao? Để mà xé được vặn khung này thì tác dụng chính của nó, cái chống đổ này nó bị tác dụng chính ở cái lực đỡ này, nhưng mà ở trong này có một hệ thống pad rất là dày, và khi mà đập xuống ấy thì cái pad này nó sẽ bị cong, chứ không phải cong ở cái khung giữ con ốc pad đấy. Mà khi nếu mà bị mà nó xé từ vết này đến vết cái khung này thì nói thật với bạn luôn là bạn nên lo những cái thứ khác hơn là lên lo cái khung xe của bạn, vì lúc ấy nó, mình cam đoan với bạn, nó nát be bét không còn cái gì luôn đấy. Và đây là chiếc xe biển rất là đẹp, 25955 đấy, đã được con béo mô tô bảo dưỡng lại toàn bộ, làm sửa fix sửa lại hết tất cả lỗi và lên thêm tí đồ chơi. Và thêm cái nữa là đây đang thiếu sót, đây là đang thiếu bộ nhông xích. Nhông xích này bạn ấy chạy một thời gian nữa là bạn sẽ thay lốp này. Anh em lên quả lốp Michelin Michelin Philot Street, và con này là con size zin nha anh em nhá. Đấy, Philot Street này, không phải là bản Radian. Đấy. Rất là nhẹ. Và tiếp theo nữa là chủ xe đã lên dàn đề can của hệ thống quy đề can. Anh em nhìn thấy con này giống con gì không ạ? Có chữ HP đấy. Đấy, HP và chữ RR là anh em biết rồi đúng không? Nó chính là theo cái bản cá mập, con cá mập BMW. Và đầu trước thì lại chơi một tí màu xanh của hình con cá của Valentino Rossi. Đấy. Đấy. Còn nhưng mà toàn thân đây là chơi theo kiểu con BMW S1000RR. Nó khác ở chữ này, BMW F1000RR 1000 phân khối, con này 150 phân khối. Đấy. Và đây là một cái sản phẩm mà độ rất là nhẹ nhàng, lên rất là nhẹ nhàng nhưng cũng khá là hợp lý, và rất là nhiều anh em thích cái bản độ này. Con béo mô tô đã review cho anh em để anh em được có một lựa chọn nữa với những cái bản độ mà nhẹ nhàng, không cần quá cầu kỳ. Đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi vlog của con béo mô tô nhá. Hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Đây là cái con xe độ rất là nhẹ nhàng và anh em có thể lấy trong ngày luôn, không cần phải để xe lại vài ba ngày. Đấy. Cảm ơn anh em. Có vấn đề cần vấn đề về đề can, vấn đề về lên đồ chơi, độ chế, liên hệ con béo mô tô vlog ở mình đính link ở dưới nhá. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Bye bye. Con này là đời 2010, chủ xe đã mua lại với cái giá là 125 triệu, rất là rẻ đúng không anh em? Vì con này đời cũ rồi, mà một con đời cũ mà lại hải quan chính thanh lý hải quan mà có 125 triệu. Wow, quá là hợp lý luôn. Xin lỗi các bạn. Tầm này còn chưa, nhưng mà con này quá mạnh luôn, mình đi review cho anh em con này nhá. Ok anh em.